Các bạn đang nghe chuyện trên audio kiếm hiệp. Hôm nay mời quý vị đến với phần tiếp theo của bộ truyện Sư Gia Bá Đạo, người đọc Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn nhớ like, share video và comment nhận xét những nhận xét của quý vị dưới mỗi video. Và để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe. Minh Triều thiết đặt chức giáo dụ ở cấp huyện, trưởng quản khoa thi nho học trong huyện, trưởng giáo tương đương với trưởng phòng giáo dục huyện bây giờ. Chu Mặc bị đưa đến tân phòng, Thái Tri huyện đem chuyện Lâm Tư bị giết lại nhấn mạnh án này do Mạnh Thiên Sở phụ trách, bảo Chu Mặc như thật mà hồi đáp. Mạnh Thiên Sở yêu cầu Chu Mặc kể những gì đã trải qua vào đêm qua, đặc biệt là tình huống hoạt động vào canh ba. Chu Mặc là một lão đầu khô đét, vuốt râu trắng nói: "Thái đại nhân và Mạnh sư gia, ngài đi về rồi, bỉ nhân vốn cũng định đi, nhưng thấy chắc tân có thần tình không đúng, hơi lo lắng nên lưu lại." Mạnh Thiên Sở kỳ quái hỏi: "Chu giáo chủ, vì sao lại quan tâm chắc tân như vậy?" Chu Mặc thở dài: "Người cha đã mất của chắc tân là hảo hữu cùng trường, con trai của cố nhân, theo lý phải chiếu ứng. Bỉ nhân thấy hắn thân hãm vào lưới tình, náo loạn tân phòng xong lại tiếp tục uống rượu, lo hắn là uống rượu xong lại làm loạn, một là quấy rầy tiệc vui của viên đại nhân, hai là ảnh hưởng tiền đồ của hắn, nên lưu lại coi chừng." "Vậy Chu tiên sinh có rời khỏi bàn tiệc tối qua không?" "Bỉ nhân không sành uống rượu, đêm nay viên chủ bạc và mọi người đều biết, cho nên đã không ép, chỉ để tự mình bỉ nhân tự rót tự uống. Trong đó chắc tân hai lần đi nhà xí, bỉ nhân đều bám theo sau chiếu ứng. Lần thứ nhất hắn nhanh chóng quay lại, lần thứ hai hắn đi đến một cái cây ở gần vườn nhà có phòng cưới đứng rất lâu, cho đến khi Trương huyện thừa Lý Sung Nhân trở lại, kế đó là Lâm Thiên Hổ về rồi, hắn mới cùng Lâm Thiên Hổ trở lại bàn tiệc." Đây là một chứng cứ phụ rất trọng yếu, chứng minh Trương huyện thừa Lý Sung Nhân và Lâm Thiên Hổ đích xác có đến tân phòng, đồng thời cũng chứng minh chắc tân hai lần đi nhà vệ sinh và không hề đến tân phòng nữa. Điểm này phù hợp với lời khai của chắc tân. Tuy cách nói của ba người trước đã có ấn chứng, nhưng lại khiến cho Mạnh Thiên Sở rơi vào khổ não. Nhân vì trong 7 người hiểm nghi phạm tội, cộng thêm Viên Thiết Sơn là 8, đều bài trừ hiểm nghi phạm tội giết chết Lâm Tư. Ngay cả Lý Sung Nhân có khả năng gây án nhất cũng không tìm thấy dấu da, cào cấu dưới kẽ móng tay. Nhóm máu cũng không tương đồng, chứng tỏ không hề giết hay gian dâm với Lâm Tư. 8 người này không phải là hung thủ, vậy hung thủ là ai đây? Nhìn thấy Mạnh Thiên Sở mặt mày khổ não, Thái Tri huyện là người thông tình đạt lý, an ủi: "Tiên sinh bất tất phải phiền não, chúng ta đã moi ra được tội toan tính gian dâm Lâm Tư của huyện thừa Trương Thị và Lý Sung Nhân, cũng coi là có thu hoạch. Còn về chân hung thì từ từ tìm manh mối, dù sao thì cũng sẽ có dấu vết của hung thủ thôi." Mộ Dung Huỳnh Tuyết ở bên cạnh ghi chép thấy Mạnh Thiên Sở trong bộ dạng sầu bi, cũng có lòng an ủi hắn, nhưng Tri huyện đại lao gia ở bên cạnh nàng không dám nhiều lời. Mạnh Thiên Sở vẫn nủ rũ y như cũ, phạm vi hiểm nghi phạm tội nhỏ như vậy thế mà không thể phát hiện chân hung. Tuy hắn thuận tay bắt dê điều tra ra án trong án, nhưng rốt cuộc cũng không phải là phá án, liền chắp tay thưa: "Thật xấu hổ, vãn sinh trở về suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào." Thái Tri huyện Mạnh Thiên Sở cùng Mộ Dung Huỳnh Tuyết rời khỏi nhà họ Viên, trở lại nội nha nha môn. Hà Phượng Nghi vừa nhìn thấy thần tình của Mạnh Thiên Sở, biết ngay là gặp khốn nan gì đó trong quá trình phá án. Hiện giờ đã giữa trưa, cơm nước đã sẵn sàng, thấy Mạnh Thiên Sở trở về, nàng lại đặc biệt vào nhà bếp làm thêm vài món Mạnh Thiên Sở thích ăn. Món ăn tuy thơm nhưng Mạnh Thiên Sở không muốn ăn chút nào. Hắn vừa ăn vừa suy nghĩ về án, cố tìm xem vấn đề xuất phát ở chỗ nào. Tại sao sau khi điều tra bài trừ rồi mà không phát hiện chân hung? Hay là cách bài trừ của hắn không đúng? Hay có cá lọt lưới? Hay là chân hung là người hầu trong nhà họ Viên? Có nên tiến hành điều tra kỹ lưỡng đối với mọi người trong nhà họ Viên đó hay không? Thấy Mạnh Thiên Sở đang suy nghĩ, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đều không dám lên tiếng, sợ ngắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Nghĩ ngợi thật lâu mà không phát hiện chỗ nào có vấn đề, hắn quyết định không nghĩ nữa, gầm đầu ăn cơm. Ngày ấy, Mạnh Thiên Sở đem công vụ giao hết cho Mộ Dung Huỳnh Tuyết, bản thân thì ngồi ngẩn trong vườn, nhưng suy nghĩ thế nào cũng không ra manh mối. Tối đến trước khi đi ngủ, Hạ Phượng Nghi nói với Mạnh Thiên Sở: "Phu quân, mấy ngày nay tiết trời rất tốt, ngày mai tiện thiếp đưa Phi Yến ra Thiên Trúc Tự trên Thiên Trúc Sơn ở ngoại thành dâng hương." Mạnh Thiên Sở gật đầu: "Vậy hai người đi đi, mang theo lão Hà Đầu, có cần bộ gọi bộ khoái nha môn đi cùng không?"
Không cần đâu, dù gì thì đường cũng không quá xa, dâng hương xong rồi về. Phi Yến ở bên cạnh nói, hay là thiếu gia cùng đi với chúng tôi đi, đến Hàng Châu lâu như thế mà chúng ta chưa bao giờ đi chơi cùng nhau. Mạnh Thiên Sở lúc này làm gì còn tâm tình du sơn ngoạn thủy đây, nhưng án kiện đã rơi vào cục diện bế tắc, sự việc liên quan đến hình danh thì có Mộ Dung Huynh Tuyết xử lý giúp, nhất thời không có chuyện gì để làm, đi vòng vòng khuây khỏa cũng hay. Có những chuyện cứ như thế, người ta càng cố gắng suy nghĩ thì là càng suy nghĩ không ra, ngược lại trong những lúc bất ngờ nhất thời lại lấy ra giải pháp. Nghĩ vậy hắn quyết định tạm thời bỏ hết qua một bên, ra ngoài đi đó đi đây, biết đâu có thể phát hiện vấn đề gì đó. Nghĩ đến đây, Mạnh Thiên Sở gật gật đầu nói, vậy được thôi, ngày mai ta cùng hai người đi. Quá tốt rồi. Phi Yến vỗ tay reo lên. Mạnh Thiên Sở miết mắt nhìn Phi Yến, thầm nghĩ lần trước bắt quỷ ở Thính Tùng Tự đã dọa cho tiểu nha đầu này suýt chết, tiếp theo đó khóc to một trận, dường như biến hẳn thành người khác, đối với hắn không còn hung hãn như trước nữa, mà trở thành tiểu nha hoàn chân chính tận tâm hầu hạ, thậm chí còn có mấy phần thân cận hơn tiểu nha hoàn, vừa đối đãi với hắn giống như chủ nhân, vừa như huynh trưởng vậy. Tối đó hắn báo cho lão hòa đầu chuẩn bị những thứ để ăn uống và xe ngựa do Thái Chi huyện cấp cho, chuyên môn dành riêng cho hắn dùng. Sáng sớm ngày hôm sau, Mạnh Thiên Sở xin phép Thái Chi huyện, sau đó cả nhà ngồi xe ngựa xuất phát đến Thiên Trúc Sơn. Đi được hơn 2 canh giờ mới tới dưới núi, xe ngựa không thể tiến được nữa, chỉ còn biết xuống đi đường nhỏ ruột rê lên núi. Thiên Trúc Phong của Thiên Trúc Sơn là đỉnh cao nhất gần Hàng Châu. Trên núi có 3 ngôi chùa phân biệt thành Thượng, Trung, Hạ, Thiên Trúc Tự, còn gọi là Thiên Trúc Tam Tự, đều cách nhau không xa. Mạnh Thiên Sở phe phẩy quạt đi lên xem cảnh sắc xinh đẹp dọc đường. Khí trời rất tốt, gió núi nhẹ nhẹ, thật là sảng khoái. Sau khi lên núi, Mạnh Thiên Sở không tin thần Phật, cho nên khi Hạ Phượng Nghi và Phi Yến dâng hương, hắn bảo lão Hạ Đầu đi theo hầu các nữ nhân, còn mình thì đứng hứng chí đi vòng quanh các chùa chiền nhìn ngắm, rồi đến cạnh bên núi nhìn cảnh sắc, sau đó mới từ từ phe phẩy quạt trở về đại điện. Các nữ nhân đã dâng hương xong, góp chút tiền hương khói, rồi đang ngồi dưới một cây cổ tùng hóng mát. Khi thấy Mạnh Thiên Sở quay lại, hai nàng nhường cho hắn một chỗ ngồi nghỉ. Mạnh Thiên Sở nhìn vào Thiên Trúc Chủ Phong không cao là mấy, rồi hỏi, chúng ta lên thẳng đỉnh núi xem phong cảnh được không? Hạ Phượng Nghi nhìn sắc trời thấy còn sớm, cũng không gấp quay về, và ngọn chủ phong cũng không cao, khoảng nửa canh giờ là có thể trèo tới. Hiếm khi Mạnh Thiên Sở mới có nhã hứng như thế, nên gật đầu đáp, được. Bốn người đi đi dừng dừng, khi sắp đến đỉnh thì thấy không xa bên đường đầy cây hoa cỏ lạ, không biết là hoa gì, nở ra rất đẹp. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến nhịn không được dừng chân lại ngắm, khen ngợi không ngớt. Thấy hai người hứng chí như vậy, Mạnh Thiên Sở cũng vui lây nói, chúng ta hái mấy cành đem về cắm bình hoa được không? Dạ được. Hai nàng vui mừng đáp. Lão Hạ Đầu ở bên cạnh nói, thiếu gia, núi này thấy dốc lắm, hơi nguy hiểm, hay là để lão nô hái cho? Mạnh Thiên Sở cười bảo, ông tự xưng là lão nô, chúng ta dù sao vẫn trẻ hơn ông, tay chân lanh lợi hơn, ông cứ ở đó chờ lượm dùng chúng ta đi. Đi nào. Nói xong hắn đi xuống đường nhỏ, Hà Phượng Nghi và Phi Yến theo sau. Đường nhỏ đều là cỏ dại, cây bụi và gai. Mạnh Thiên Sở vạch cây ra, từ từ bước đến sườn núi. Nhìn ở gần, cây này vừa cao hoa vừa đẹp, nhưng vì thế mà rất khó hái, với tay không tới. Mạnh Thiên Sở nói, hiện giờ tìm đâu ra móc bây giờ, để ta trèo lên hái, mọi người ở dưới chờ ta. Nói xong định leo lên cây, Phi Yến vội nói, thiếu gia, người thân quá nặng, cành nhánh cây này quá bé, nếu mà đạp gãy thì nguy hiểm lắm. Mạnh Thiên Sở thò đầu nhìn xuống núi, hít một hơi lạnh. Thiên Trúc Phong đâu đâu cũng rừng xanh biếc, chỉ có cây ở sân nhai nhỏ hẹp này là thò ra khỏi đám đá tảng to nhỏ, xung quanh mọc đầy cỏ bụi và dây gai. Xem dáng vẻ dường như nơi này đã từng phát sinh vụ sụp đất núi, nên vách núi này tuy không phải thẳng đứng nhưng cũng rất dốc, nếu mà rơi xuống chỉ sợ phải lăn tới tận đáy, đích xác là nguy hiểm vô cùng. Hạ Phượng Nghi lưu luyến những đó hoa dại đó vô cùng, nhưng không có cách nào khác, đành nói, thôi vậy đừng mạo hiểm nữa, chúng ta đi thôi. Phi Yến thấy thiếu phu nhân Hạ Phượng Nghi thích hoa dại này như vậy, cộng thêm bản thân cũng thích, bèn nói, hay là để em trèo lên hái, đạp trên nhánh cây đó chắc không sao, vì em nhẹ mà. Nàng quay sang Mạnh Thiên Sở, thiếu gia, làm phiền người giống lần trước để em lên trên cây được không? Nói đến đây, Phi Yến nhớ lại chuyện đêm hôm đó,
nhớ lại vòng ngực rắn chắc rộng rãi của Mạnh Thiên Sở. Còn có tình cảnh hắn để nàng dựa vào để trèo lên cây, không khỏi đỏ mặt, vội vã quay đi nhìn hoa dại trên cây để che giấu tâm tình. Nghe Phi Yến đề cập chuyện này, Mạnh Thiên Sở cũng nhớ lại tình cảnh mình đẩy mông cô nàng đưa lên cây. Nói thật thì lúc đó hắn không định chiếm tiện nghi của cô nàng, nhưng do ngoại trừ việc bợ nâng mông đẩy lên, không còn cách nào khác để giúp nàng trèo lên cây. Hiện giờ cái cây nhỏ này không cao như vậy, hắn đâu có cần phải bợ mông nàng đâu nhỉ. Hạ Phượng Nghi cũng nhìn vào sườn núi thẳng đứng, đắn đo nói: hay là thôi vậy, cây này mọc cạnh sườn núi hẹp, rơi xuống thì nguy hiểm lắm, hơn nữa nhánh cây nhỏ quá, chỉ sợ ngay cả em nó cũng chịu không nổi. Phi Yến đã nắm cành cây nói: thiếu phu nhân xin đừng lo, em sẽ ôm chặt cây lớn, cho dù cô gái cũng không rơi xuống đâu. Xong quay đầu nhìn Mạnh Thiên Sở: thiếu gia mau đỡ em lên đi. Được, em nhất định phải giữ chặt nhánh cây, bằng mọi giá bám sát vào nhánh sát thân cây, hiểu rõ chưa? Dạ. Phi Yến gật đầu. Mạnh Thiên Sở đưa hai tay bợ lấy vòng eo thon của Phi Yến, lấy sức đưa cô nàng lên cao, giống như diễn viên ba lê vậy. Đã có kinh nghiệm từ lần trước, cộng thêm lần này cũng có chuẩn bị, Phi Yến nhanh nhẹn bám vào cây, đặt chân lên nhánh, tay viện chặt cành, ngồi ổn trên cây, rồi từ từ ôm cây đứng lên. Cành cây ấy theo động tác của cô bé khẽ run. Hạ Phượng Nghi khẩn trương nói: Phi Yến, viện chặt vào, đừng vội, từ từ thôi. Ai, được rồi. Phi Yến đã đứng ổn trên cây, một tay viện cành, một tay đưa ra hái cánh hoa đang nở thật đẹp trên một cành nhỏ. Phi Yến ném hoa xuống cho Hạ Phượng Nghi: cô chủ, tiếp lấy. Hạ Phượng Nghi bắt được đóa hoa, vui mừng đưa lên mũi ngửi: wow, thơm quá. Xong quay sang đưa hoa cho Mạnh Thiên Sở: phu quân, chàng ngửi đi, thơm lắm. Mạnh Thiên Sở tiếp lấy người người, lướt trộm Hạ Phượng Nghi đang ửng hồng nét mặt dưới ánh tà dương, đưa hoa trả lại, cười cười trêu chọc: không tệ, thế nhưng không thơm bằng nàng. Hạ Phượng Nghi đỏ mắt, lừ mắt nhìn Mạnh Thiên Sở, giả vờ như không nghe thấy, lại lấy lại cánh hoa đưa lên mũi người tiếp, ngước đầu nói: Phi Yến, một đóa là đủ rồi, em mau xuống đi, coi chừng té đấy. Phi Yến hái đóa hoa đâu dễ dàng, vô cùng cao hứng, sự khẩn trương ban đầu dần giãn ra, lắc lắc thân người, cảm nhận sức chịu đựng của cành cây bên dưới, cảm thấy không vấn đề, liền nói: cô chủ, khó khăn lắm mới lên được đây, hái thêm mấy đóa và cắm trong bình cho đẹp. Nói xong đưa tay ra hái thêm một đóa quẳng xuống cho Hạ Phượng Nghi. Hạ Phượng Nghi thấy Phi Yến hái được mấy đóa thuận lợi như vậy, liền yên tâm hơn, đưa mắt nhìn thấy trên đầu của Phi Yến có một đóa nở đẹp nhất, liền nói: Phi Yến, trên đầu em có một đóa nở rất đẹp, em coi xem có thể hái xuống được không. Phi Yến ngẩng đầu cũng phát hiện ra đóa hoa đó, đưa tay định hái, nhưng cánh hoa vượt tầm với, liền cẩn thận bước lên một bước, tận lực giữ người ra định hái. Hạ Phượng Nghi và Mạnh Thiên Sở vội kêu lên: cẩn thận. Phi Yến không dám nói chuyện, nàng cảm giác cành cây dưới chân đung đưa dữ dội, lòng rất sợ, định bỏ cuộc, nhưng thấy đóa hoa kiểu diễm như vậy, Hạ Phượng Nghi lại hoan hỉ như vậy nên không nỡ bỏ. Chỉ có điều khi leo lên một nấc này, nàng vẫn còn cách nhánh hoa nửa xích, đầu ngón tay chỉ chạm được vào nhánh mà thôi. Trước sự dụ hoặc của cái đẹp, Phi Yến quên luôn nguy hiểm, lại với thêm một bước nhỏ nữa, bỏ tay trái đang ngông cây ra, viện vào một nhánh nhỏ, thân người chồm tới chụp lấy cánh hoa. Cho dù thân hình Phi Yến nhẹ như chim, nhưng dù sao cũng có phân lượng, cành cây dưới chân nàng quá nhỏ, không thể chịu đựng nổi. Mạnh Thiên Sở nghe tiếng cây gãy răng rắc kêu lên cả kinh: nguy hiểm, đừng. Hạ Phượng Nghi cũng thét lên kinh hoàng: Phi Yến. Mạnh Thiên Sở không kịp nghĩ gì, bước vội tới trước hai bước, dùng hai tay hứng thân Phi Yến đang rơi xuống, nhưng lực rơi của nàng quá mạnh, trong khi hắn lại với người tới đỡ. Tuy là có thể dựa vào người nàng, nhưng hai lực lượng lôi kéo khiến cho thân thể hắn mất đi sự thăng bằng, ôm Phi Yến té người xuống dần dốc. Khi thân còn ở không trung, Mạnh Thiên Sở không tự chủ ôm Phi Yến vào lòng, tay trái viết chặt eo nàng, tay phải ôm che sau đầu nàng, dùng đầu mình giữ chặt đầu nàng, thân người vặn một cái cho Phi Yến xoay lên trên. Động tác này hoàn thành trong chớp mắt, ngay sau đó hai người té mạnh xuống nền đá trên sườn dốc. Mạnh Thiên Sở nghe sau lưng đau nhói, nhưng không kịp nghĩ gì thì hai người lại lăn như cái bánh xe xuống dưới. Đây là một sườn núi đầy đá vụn, xen lẫn vào giữa là cây bụi và gai góc. Mạnh Thiên Sở chỉ cảm thấy trời đất không ngừng xoay chuyển. Hắn định chụp giữ lấy gai góc và cây bụi quanh người, ngăn thân thể lăn xuống. Nhưng nếu hắn bỏ tay ra thì có lẽ không có vấn đề gì. Chỉ có điều hắn không dám, bởi vì khi ấy Phi Yến nhất định sẽ bay người ra. Lúc này hắn không kịp suy nghĩ lợi hại,
nên hay không lên, mà chỉ cố sức bảo hộ cho Phi Yến, hy vọng thân thể có thể va vào cái cây to nào đó để dừng lại. Không biết xoay chuyển bao lâu, Mạnh Thiên Sở bị va đầu vào đá, vào dây gai, thậm chí bay vọt vào những bụi cây nhỏ, nhưng không hề va vào cây lớn nào như hy vọng. Cuối cùng thì cũng văng lên một tiếng phanh cực lớn. Hắn cảm giác ở eo đau nhói, không rõ là có bị gãy xương gì hay không, nhưng thân hình đã dừng lại rồi. Thì ra hai người nọ dọc đường đã bị một khối đá lớn ngăn lại. Eo của Mạnh Thiên Sở vừa khéo vướng vào khối đá nhô ra này. Thân thể tuy không còn lăn xuống nữa, nhưng Mạnh Thiên Sở đau đớn cùng cực, nhắm chặt hai mắt không ngừng thở lấy hơi. Lát sau mới nhịn được hỏi: Phi Yến, em sao rồi? Phi Yến ở trong lòng Mạnh Thiên Sở khẽ ư một tiếng, từ từ ngẩng đầu. Váy áo của nàng đã bị gai góc cào rách hết, cánh tay và cặp đùi trắng giờ này vết thương máu thịt ghê người. Nhưng mà gương mặt xinh đẹp của nàng do được cánh tay của Mạnh Thiên Sở bảo hộ không thụ thương, chỉ là sợ quá chưa thanh tỉnh trở lại. Thiếu gia, em không sao, chúng ta đang ở đâu thế này? Phi Yến kinh khủng nhìn bốn phía, ánh mắt dừng lại trên mặt Mạnh Thiên Sở, đột nhiên phát hiện máu không ngừng chảy ra từ đầu hắn, hoảng hốt: Thiếu gia, chân đầu thiếu gia đầy máu rồi. Toàn thân Mạnh Thiên Sở như tan cả ra, sự đau đớn kịch liệt khiến hắn không có cách gì nói được, càng không có lực đưa tay vuốt máu trên trán, cứ để nó chảy xuống. Do Phi Yến bị Mạnh Thiên Sở ép người phía dưới, từng giọt máu trên trán hắn nhỏ xuống mặt và tóc nàng. Phi Yến bị đè khó chịu, cựa quậy một chút, nói khẽ: Thiếu gia, người buông em ra. Mạnh Thiên Sở ừ một tiếng, động đậy thân người, nhưng sườn này quá sốc, hai người chỉ vừa khéo bị vướng lại ở một tảng đá lớn nhô ra ngoài, lăn người ra nhất định sẽ té xuống tiếp, còn ở trên là sườn dốc, lùi lại trước hay sau thì Mạnh Thiên Sở không cách nào vì đang đau nhức toàn thân. Phi Yến thở phì phò mấy cái, cảm giác thân thể nặng trì trì của Mạnh Thiên Sở đang đè ép lên thân người mình, rồi nghe được mùi nam nhân nồng nặc của hắn, nhịn không được tâm hoảng ý loạn gắt: Thiếu gia, người mau buông em ra, cho em đứng lên đi. Ta không còn sức động đậy nữa rồi. Mạnh Thiên Sở thều thào: Eo của ta có thể bị gãy rồi, đau quá, động đậy không được. Phi Yến nghe thế tức thời hoảng hốt: Thiếu gia, để em dạy xem, giúp thiếu gia. Phi Yến cựa quậy cố rời khỏi thân thể của Mạnh Thiên Sở, nhưng nàng nhỏ bé ốm yếu lại bị đè trong chỗ nõm thật hẹp, không thể nào đẩy người hắn xuống được. Cùng đạo lý đó, Mạnh Thiên Sở muốn rời khỏi người Phi Yến chỉ còn có thể lần lên đầu hay tụt xuống chân, nhưng hắn vừa đụng mạnh vào đá lớn, eo đau vô cùng, không thể nào dùng sức được, cho nên không thể nhòm dậy rời khỏi người Phi Yến. Thân thể cường tráng của Mạnh Thiên Sở áp lên người Phi Yến quá lâu khiến nàng chịu không nổi, thở khì khì nói: Thiếu gia, người ép em khó chịu quá, thở không nổi. Tuy Mạnh Thiên Sở đang đè một nha hoàn xinh đẹp, thiên kiều bách mỹ, nhưng còn tâm tình nào để tận hưởng sự ngọt ngào đó nữa, chỉ đang cố tìm cách bò khỏi người nàng. Chỉ có điều eo bị thương, hắn hết cách, chỉ còn biết chống tay bảo: Em từ từ, lấy sức đẩy ra. Phi Yến vội đưa tay dùng sức đẩy ngực Mạnh Thiên Sở, hai người hợp lực mới đẩy được người hắn nhổm lên. Mạnh Thiên Sở ly khai khỏi người Phi Yến, cô bé nhanh chóng thở lấy hơi lên. Mạnh Thiên Sở biết hiện giờ là thời khắc tối quan trọng, nếu như buông bỏ thì không còn sức đâu mà tập trung nữa. Trong khi đó, Hạ Phượng Nghi và Lão Hà Đầu muốn tìm được hai người phải mất thêm một đoạn thời gian. Trong lúc đó, nếu hắn cứ đè thì Phi Yến sẽ không chịu nổi. Hắn bảo: Phi Yến, cố lấy sức đẩy ta xuống, rời khỏi ngực của em, để tránh ép em hô hấp không được. Phi Yến chớp mắt hiểu ý, dùng sức toàn thân đẩy Mạnh Thiên Sở xuống dưới. Nhờ có tay hắn chống phụ đẩy vào đá nên đã di chuyển thân được hơn nửa xích. Đến lúc này thì Phi Yến không còn sức chống chịu thân thể nặng nề của Mạnh Thiên Sở nữa, hai tay hết lực, người của hắn lại áp lên người nàng. Chỉ có điều do tụt xuống dưới một chút, cho nên Mạnh Thiên Sở bây giờ nằm trên bụng nàng, mặt vừa khéo áp lên giữa hai gò ngực của Phi Yến. Mạnh Thiên Sở không ép người lên ngực Phi Yến, hô hấp của nàng thuận lợi hơn nhiều. Thở mấy hơi xong, chợt phát hiện hắn đang phục trong lòng mình, dựa mặt lên hai bờ vú, không khỏi vừa thẹn vừa quẫn bách, run giọng nói: Thiếu gia, đừng réo nữa, ta cũng biết như vậy không hay, nhưng ta không còn sức nữa, đau quá rồi. Mạnh Thiên Sở thở mấy hơi khì khì: Vậy thiếu gia cứ nằm chút nữa đi, không sao đâu, đều tại em không tốt, không nên cứ hái hoa đó, liên lụy thiếu gia thụ thương. Mạnh Thiên Sở hiện giờ không còn tinh thần đâu mà nói với cô về chuyện này. Sự đau đớn làm hắn rất lo, hắn e là xương sống thắt lưng bị tổn hại,
nếu mà nằm liệt giường thì coi như tiêu đời. Hắn vội nỗ lực nhúc nhích đầu ngón chân, còn hoạt động được, nếu vậy thì quá tốt rồi. Điều này làm cho Mạnh Thiên Sở yên lòng, vì xương sống hông không bị đứt gãy, không ảnh hưởng đến thần kinh cơ chi bên dưới. Xem ra là chỉ bị chấn thương cơ, phần eo chính là bộ vị điều khiển hoạt động cơ thể ở giữa. Nếu thụ thương ở đây, thân thể không thể tự hoạt động tự do được nữa. Vết thương ở đầu không ngừng lưu huyết, máu đã chảy thấm ướt cả gò ngực của Phi Yến. Đầu hắn đau vô cùng, nhưng không có cảm giác buồn buồn mắc ói, thần trí vẫn rất còn rõ ràng, khiến hắn cũng bất lo. Trước mắt sọ não của hắn xem ra không tổn thương. Nếu lỡ mà xảy ra xuất huyết não thì án chiếu theo trình độ y học ở Minh Triều, cái mạng của hắn coi như xong, chỉ còn trông chờ vào ông trời phán xét mà thôi. Những vết thương ở bộ vị khác xem ra chỉ là ngoại thương, vấn đề không lớn. Hắn quyết định hãy cầm máu vết thương ở đầu trước. Chính vào lúc này, ở xa có tiếng người gọi: Phu quân, Phi Yến, hai người ở đâu? Tiếng gọi mang theo giọng mếu máo, đó là âm thanh của Hạ Phượng Nghi. Tiếp theo đó, âm thanh của lão đầu truyền đến: Thiếu gia, thiếu gia. Bọn họ cuối cùng cũng tìm đến nơi. Mạnh Thiên Sở không có sức hồi đáp, Phi Yến thì lớn tiếng gọi: Mợ chú, chúng em ở đây bị một khối đá lớn ngăn ở giữa sườn, thiếu gia bị thương rồi, chảy rất nhiều máu, không động đậy được. Hạ Phượng Nghi vừa kinh vừa mừng lớn tiếng hô: Vậy sao, mọi người đừng loạn động, chúng ta sẽ đến cứu mọi người ngay, không thấy mọi người chúng ta rất lo. Mạnh Thiên Sở gượng nói với Phi Yến: Nơi này nguy hiểm lắm, bà bọn họ đừng đến, cứ ở bên đó đợi chúng ta, ta nghỉ ngơi một chút là được rồi, không có gì lớn lắm đâu. Phi Yến vội hô lên: Mợ chú, thiếu gia nói mọi người đừng đến, cứ ở đó chờ, ở đây nguy hiểm lắm, chúng em không sao, nghỉ ngơi một chút là khỏe ngay. Nơi này đích xác quá dốc và hẹp, Hạ Phượng Nghi và lão Hà Đầu không dám kinh thường leo xuống, sợ không cẩn thận té lăn xuống núi. Nghe Phi Yến nói, Hạ Phượng Nghi lớn tiếng dặn: Phi Yến, chiếu cố thiếu gia cho thật tốt, phải cẩn thận, chúng ta ở bên này. Nghe vậy, Mạnh Thiên Sở có chút buồn cười. Phi Yến như vậy có thể nói là đã chiếu cố cho hắn quá tốt rồi. Cho hắn nằm trong lòng, gối lên hai gò ngực của nàng, có thể nói là đã chiếu cố từng ly từng tí. Phi Yến đáp ứng, nỗ lực ngẩng đầu nhìn nhìn, không thể thấy được Hạ Phượng Nghi do gờ núi ngăn tầm mắt, chỉ có thể nghe được âm thanh của họ. Trên người nàng đầy vết chảy xước, nhưng nhờ sự bảo hộ của Mạnh Thiên Sở nên tất cả đều là vết thương ngoài da. Sau khi định thần khôi phục lại sự trấn tĩnh, nàng đưa tay lau máu trên trán cho Mạnh Thiên Sở, xem xét vết thương trên đầu hắn, thấy trên đỉnh đầu và sau đầu có 3-4 vết thương, tuy không lớn nhưng số lượng nhiều, chảy ra khá nhiều máu, nên vội dùng tay áo áp lên vết thương, dùng tay áp chặt. Do vết thương ở đầu được Phi Yến lo liệu, hạn chế chảy máu, nghỉ ngơi một chút, Mạnh Thiên Sở cũng từ từ khôi phục lực khí, được sự trợ giúp của Phi Yến từ từ bò dậy. Ngồi trên đùi của Phi Yến, Mạnh Thiên Sở rời khỏi thân thể của Phi Yến, dê non tự nhiên có thể ngồi nhổm dậy được. Có điều tư thế của hai người hiện giờ vô cùng ái muội, do quá chật hẹp, hai người căn bản không thể ngồi ngang, cho nên Mạnh Thiên Sở phải ngồi trên hai đùi của Phi Yến. Hiện giờ không phải là lúc khổ tạn, Phi Yến vén áo xé một miếng vải trong nội y bao băng đầu lại cho Mạnh Thiên Sở, nhưng vết thương nhỏ trên người rất nhiều, không thể nào băng hết, rất may là đã thôi chảy máu. Mạnh Thiên Sở thở một hồi hỏi: Đa tạ, em không sao chứ? Lúc té xuống, thiếu gia người ôm bảo vệ cho em, nên em không sao, chỉ là vừa rồi suýt bị thiếu gia đè chết thôi. Nhớ tới chuyện vừa rồi, Phi Yến đỏ mặt. Khoa trương chưa kìa, ta đâu phải cái thùng phi, sao có thể đè em chết được? Nếu như chịu không nổi, sau này thành thân rồi, chồng em làm sao đây? Là thật đấy, thiếu gia người cứ đè mãi, mới đầu em còn chịu được, nhưng lâu một chút thì không thể, sau đó em bị người đè, nổ đông đó mắt luôn. Hai mắt trợn ra, thở không nổi, suýt chút nữa chết tươi còn gì. Mạnh Thiên Sở nhìn Phi Yến chằm chằm, ánh mắt từ từ hiện lên vẻ vui mừng vì nghĩ ra gì đó, reo lên một tiếng: ta biết rồi. Giờ cũng biết lấy đâu ra sức, ôm lấy Phi Yến, hôn lên gò má phấn của nàng một cái. Quá tốt rồi, Phi Yến bảo bối của ta, quả là thông minh. Phi Yến bị hành động bất chợt của Mạnh Thiên Sở giật lấy mình, bất giác đưa tay sờ chỗ má bị hắn hôn, đỏ mặt hỏi: Thiếu gia, người biết cái gì? Em thông minh chỗ nào? Hành động vừa rồi quá mạnh, động đến vết thương, khiến cho Mạnh Thiên Sở đau quá, hít hả mấy cái, nhíu tít hai hàng chân mày. Phi Yến vội hỏi: Thiếu gia, sao vậy? Không, không có gì.
Mạnh Thiên Sở dựa người vào tảng đá. Lời em nói vừa rồi, khải phát cho ta, cấp cho ta ngộ ra một con đường phá án, Lâm Tư bị giết mới, có thể phải theo hướng này mới điều tra ra được. Phi Yến còn chưa hiểu, mở to đôi mắt mỹ lệ nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nói, được rồi, chúng ta không nói mấy cái đó nữa, hãy nghĩ biện pháp rời khỏi chỗ này trước đi. Nghĩ đến phương pháp phá án mới, Mạnh Thiên Sở rất cao hứng, nghỉ ngơi một hồi, tinh thần khá hơn, những cơn đau cũng bớt nhiều, liền nói với Phi Yến, em đỡ ta lên. Hai đùi của Phi Yến bị Mạnh Thiên Sở ngồi lên, động đậy không được, chỉ còn biết đưa tay ra đỡ eo hắn, để tránh cho hắn không có sức ở hông rồi lăn xuống dưới. Mạnh Thiên Sở vịn vào tảng đá từ từ đứng dậy, cơ thịt ở eo bị rách, vừa rồi cơn đau kịch liệt làm cho hắn tạm thời mất năng lực hoạt động. Nghỉ ngơi một hồi, thân thể đã có thể động đậy, eo và đùi cũng từ từ có sức. Mạnh Thiên Sở đứng dậy dựa vào tảng đá, Phi Yến day day chỗ đùi bị Mạnh Thiên Sở ngồi lên cũng từ từ đứng dậy. Chỗ này quá hẹp, cô nàng chỉ còn biết dựa vào người Mạnh Thiên Sở, hầu như là nép hẳn vào lòng hắn. Mạnh Thiên Sở một tay ôm eo thon của Phi Yến, một tay vịn tảng đá nhìn tứ phía, thấy chỗ họ đứng là một vách núi vừa dốc vừa hẹp, xem chừng trước đây không lâu đã có vụ nở núi. Vách núi phía dưới trống hoác, cự ly so với rừng đối diện đại khái còn 100-200 mét, không có đường, cách phía dưới rất xa. Nếu như không có khối đá này ngáng lại, cứ lăn xuống dưới chân núi thì hai người không chết cũng bị thương. Tuy toàn thân vẫn còn rất đau, đặc biệt là ở eo, nhưng Mạnh Thiên Sở hoạt động chân tay một hồi, cảm thấy đã lấy lại sức, có thể khống chế hành động, đôi mắt nhìn thấy thái dương đã từ từ trách về núi. Trời cũng sắp tối rồi, Hà Phượng Nghi không ngừng lo lắng hỏi tình hình. Mạnh Thiên Sở quyết định mạo hiểm, vẹt lối, đi qua phía rừng đối diện chưa bị sạt lở, rời khỏi khu vực nguy hiểm này. Mạnh Thiên Sở cởi áo ra, xé ra từng mảnh, bện thành một sợi dây dài, một đầu đưa cho Phi Yến, bảo nàng cột vào eo, một đầu cột vào eo của hắn, để đề phòng Phi Yến trượt chân té xuống, sẽ dùng sợi dây này kéo nàng lại. Dĩ nhiên, nếu Mạnh Thiên Sở té, với trọng lượng của hắn, chỉ sợ sẽ kéo theo Phi Yến luôn. Nhưng lên núi phải hỗ tương bảo hộ cho nhau là điều phải làm, chỉ hy vọng đừng phát sinh tình huống hắn rơi té mà thôi. Mạnh Thiên Sở liền nói, ta đi trước dẫn đường, em nhìn chuẩn bị theo bước chân ta, học theo cách của ta, chúng ta từ từ đi. Phi Yến gật gật đầu đáp ứng, khẩn trương nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở dựa lưng vào núi, hai tay đưa ra giữ hai bên, dùng gót hai chân đạp thành từng lỗ hõm vào, khi đạp cứng rồi mới di động tới trước. Phi Yến học theo Mạnh Thiên Sở, lưng dựa vào núi, dùng gót chân đạp lên những lỗ nhỏ do Mạnh Thiên Sở tạo ra, cẩn thận bước tới. Nàng bị thương nhẹ, hành động không ảnh hưởng gì, người lại nhanh nhẹn như Yến, do đó việc này không làm khó nàng. Chỉ có điều nhìn xuống khe núi hẹp bên dưới, nghĩ tới lỡ mà đạp hụt chân là lộn cổ xuống chân núi, không khỏi cảm thấy khẩn trương. Lúc này sợi dây bố đeo trên eo nàng mang lại cảm giác an toàn, khiến cho nàng tự tin hơn nhiều. Cuối cùng hai người cũng vòng qua được bộ phận núi re ra, liền nghe Hạ Phượng Nghi vui mừng gọi, phu quân. Mạnh Thiên Sở không dám loạn động, đưa mắt nhìn thấy bên rìa chỗ núi lở, Hạ Phượng Nghi và lão Hạt Đầu đang vui mừng gọi hai người hắn. Hai người không dám nói chuyện, vẫn đi như cũ từ từ di động, cuối cùng cũng tiếp cận được rìa chỗ núi lở. Mạnh Thiên Sở nắm lấy tay của Hạ Phượng Nghi và lão Hạt Đầu, đạp chân lên cỏ xanh, bây giờ mới thở phào, chuyển thân lại kéo Phi Yến lên. Cuối cùng thì cũng an toàn. Trong cơn vui mừng như điên, Phi Yến như con chim én nhỏ túm lấy Mạnh Thiên Sở và Hạ Phượng Nghi, nhảy nhót hò hét vang trời. Mạnh Thiên Sở vội nói, đừng náo loạn nữa, chúng ta rời khỏi chỗ này đi. Phi Yến bấy giờ mới buông tay, hai người cởi sợi dây buộc ở eo ra. Hạ Phượng Nghi khẩn trương nhìn mảnh vải dính đầy máu băng trên đầu Mạnh Thiên Sở. Thiên Sở, chàng sao vậy, bị thương ở đâu vậy? Phi Yến rành đáp, thiếu gia vì bảo hộ cho em đã bị thương rất nặng, đầu bị mấy vết, eo bị đụng vào đá, mới đầu không động đậy nổi luôn. Hạ Phượng Nghi khẩn trương há hốc miệng, đưa bàn tay thon sờ lên trán của Mạnh Thiên Sở một hồi. Mạnh Thiên Sở rất khoa trương, hít hà một cái thật mạnh, khiến cho Hạ Phượng Nghi lo sợ rụt tay lại nhìn. Hắn bây giờ mới cười nói, chọc nàng thôi, ta đã không sao rồi. Hạ Phượng Nghi giận dỗi nói, người ta sợ gần chết luôn, chàng còn chọc nữa. Xong ngoảnh mặt đi, thấy người Phi Yến chỗ nào cũng có dấu máu, liền kêu lên cả kinh, Phi Yến, em cũng thụ thương rồi, bị thương ở chỗ nào vậy? Phi Yến cúi đầu nhìn cười đáp, không sao, đây đều là máu của thiếu gia chảy lên người em đấy. Nhưng vừa nhìn lại thấy ngực đầy máu, nhớ lúc Mạnh Thiên Sở gối đầu lên ngực mình,
nàng tức thời đỏ mặt. Rất may là mặt đã bị máu của Mạnh Thiên Sở dính đầy nên không chú ý, rất khó nhận ra. Mạnh Thiên Sở nói, chúng ta đi thôi, trời sắp tối rồi. Mạnh Thiên Sở chậm bước quay đi, vừa rồi chỉ từ từ dịch chuyển, vết thương không ảnh hưởng lớn. Nhưng khi chân chính thức cất bước đi rồi thì cảm thấy vết thương ở eo cực kỳ trầm trọng. Hắn lảo đảo suýt té. Phi Yến vội đưa tay ra đỡ, Hạ Phượng Nghi cũng định đỡ, lão Hạ Đầu đã giành lấy xốc nách hắn. Thiếu phu nhân, để lão lô làm cho. Hạ Phượng Nghi liền đi trước dẫn đường, vạch khai góc và cỏ dại ra. Mấy người đi về phía con lộ nhỏ. Bên này không xảy ra những vụ nở núi, do đó thế núi khá bằng phẳng. Hơn nữa có cỏ có cây, không cần lo lắng sẽ lại lăn xuống núi. Đi về trước một hồi, họ cũng đến được đường núi. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến phải thay nhau đỡ cho Mạnh Thiên Sở, từ từ đi xuống. Khi mặt trời sắp lặn thì họ cũng đến được chân núi, lên xe ngựa trở về thành. Họ cố gắng đi nhanh vào thành trước khi cổng thành đóng lại. Hạ Phượng Nghi bảo Sa Phu đến thẳng tiệm thuốc tìm Lang Trung. Xe ngựa chạy thẳng tới Thảo Hương Dược Phô, rất có danh trong thành Hàng Châu. Đến trước tiệm thuốc, Lang Trung, Tăng Trừng Quỹ đã nhận ra Mạnh Thiên Sở. Lúc trước khi Mạnh Thiên Sở vừa nhậm chức sư gia, ông ta đã từng gặp hắn. Hiện giờ thấy Mạnh sư gia đầu băng bó, thần tình lang bái, từ trên xe ngựa được nha hoàn người hầu đưa xuống, đi đứng gian nan, liền hoảng hốt chạy ra đón. Mạnh sư gia, ngài bị sao vậy? Bị té rồi. Mạnh Thiên Sở cười khổ. Tăng Lang Trung vội gọi hai dược đồng đỡ Mạnh Thiên Sở vào. Sau khi kiểm tra tử tế, phát hiện xương eo không sao, chỉ bị thương ở hông, bầm tím một mảng lớn. Ông ta liền đắp thuốc trị tổn thương do té ngã cho hắn. Sau đó kiểm tra đầu, chỉ chảy sát ngoài da, còn có xuất huyết nội não hay không thì tạm thời chưa thấy. Ông ta giúp rửa sạch vết thương, đắp thuốc băng bó lại. Phi Yến hỏi, lão tiên sinh, thiếu gia nhà tôi thương thế ra sao? Thương hơi nặng, rất may không ảnh hưởng tới xương, nhưng cũng cần nằm giường nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới bình phục hoàn toàn. Sau khi đắp thuốc xong, ông ta lại kê vài thang thuốc hoạt huyết u hóa, bốc mấy thang về cho nấu uống. Trong quá trình kiểm tra, Tăng Lăng Trung nói, Mạnh sư gia, mấy ngày sau lão hủ sẽ tự thân đến nha môn thay thuốc cho ngài. Sau này có đau đầu nóng sốt trong người gì đó, cho người đến nhà gọi, lão hủ sẽ đến thăm bệnh cho ngài, không cần ngài đại giá quang lâm đến đây. Mạnh Thiên Sở cười cười, nếu vậy thì phiền quá. Tăng Lang Trung bó thuốc cho hắn có thành phần gây mê chống đau, do đó hiện giờ hắn có vẻ ngầy ngật muốn ngủ. Sau khi xong chuyện, Phi Yến nói xe ngựa gập ghềnh, vừa lên là e rằng sẽ bị rách miệng vết thương, nhờ Tăng Lang Trung tìm dùng cái cán mềm. Bản thân cùng lão Hạt Đầu đỡ Mạnh Thiên Sở nằm lên, Tăng Lang Trung bảo mấy dược đồng phụ khiêng, còn bản thân thì cùng đưa Mạnh Thiên Sở và Hạ Phượng Nghi trở về nội nha của nha môn. Sau đó ông ta còn ở lại một lúc, xem xét bệnh tình có biến chứng gì không. Sau khi trở về, Hà Phượng Nghi và Phi Yến đỡ Mạnh Thiên Sở vào phòng ngủ nằm. Mạnh Thiên Sở ngây ngất định ngủ một giấc thì Phi Yến chạy vào báo, thiếu gia, chi huyện đại lão gia đến rồi. Tiếp theo đó liền nghe tiếng bước chân ngoài cửa, rồi thanh âm của Thái Chiêu, Thái Chi huyện truyền vào, tiên sinh đang yên lành vì sao tụ thương vậy, tối rồi nhưng vẫn đặc biệt đến thăm đây. Mạnh Thiên Sở cố gắng ngồi dậy, Phi Yến vội đỡ hắn, lấy một cái gối đặt sau lưng hắn, để hắn nằm dựa vào đầu giường. Vừa rồi cố gượng lại, động đến vết thương, đau đến nỗi Mạnh Thiên Sở nhíu mày liên tục cười khổ thưa, ông chủ, thỉnh thứ cho vãn sinh, có thương ở người, không thể chu toàn lễ tiết. Tuy toàn thân đau nhức, nhưng lòng hắn vẫn rất tức cười, vì sau khi đến Minh Triều thì hắn cũng học được cách nói sặc mùi văn vẻ khách sáo. Nhưng nếu không nói như vậy thì dường như không giống với thân phận sư gia. Tiên sinh không cần đa lễ. Phi Yến vội nhắc một cái ghế đặt cạnh giường. Thái Chi huyện ngồi xuống, trước hết hỏi thương thế của Mạnh Thiên Sở. Tăng Lăng Trung nói không động đến gân cốt, nhưng do phần đầu bị va chạm nhiều lần, lo là bị xuất huyết trong não, do đó mấy ngày nay phải chú ý theo dõi. Mạnh Thiên Sở biết nếu như xuất huyết nội một lượng ít và kịp thời phát hiện thì Trung Y còn có biện pháp cứu chữa. Nhưng nếu xuất huyết cấp tính ra nhiều máu, trừ khi thông qua thủ thuật, Trung Y chỉ đành bó tay. Trong khi đó hắn không có cách gì tự phẫu thuật đầu, như vậy là chết chắc rồi. Do đó chỉ có thể hy vọng kịp thời phát hiện xuất huyết não trong, và nếu có hiện tượng đó rồi thì chỉ còn cầu ông trời mà thôi. Biết Mạnh Thiên Sở không bị nguy hiểm tính mệnh nhưng cần điều dưỡng nhiều ngày, Thái Chi huyện yên tâm chấp tay nói, tiên sinh hôm nay không phải đi dâng hương ở Thiên Trúc Sơn sao? Sao trở về lại mang thương đầy người như vậy?
Mạnh Thiên Sở chỉ nói mình không cẩn thận té núi bị thương, chứ không nói vì cứu Phi Yến mà lăn ầm ầm xuống núi. Trong lúc nói chuyện, chủ bạc Viên Cận, huyện Nho Học đề cử ty giáo sụ Chu Mặc, Ôn Minh, Nguyễn Gia Lập cùng các lục phòng thư lại thân quen thường ngày cùng các bộ khoái nghe tin đều kéo tới. Thì ra sau khi Mạnh Thiên Sở bị khiêng vào nha môn, người gác cổng đã đem tin truyền khắp nơi, nên toàn bộ nha môn nhanh chóng nhận được tin, đều mang lễ vật đến thăm. Chẳng mấy chốc, trong phòng đầy người, Hạ Phượng Nghi là Lội Quyến đương nhiên phải tránh qua phòng kế bên, chỉ có Phi Yến, lão Hà Đầu cùng mấy đầy tớ, bà mụ chào tiếp đón các vị khách nhân. Mạnh Thiên Sở liếc xéo mắt, nhìn thấy một đôi mắt sáng trong đám người đang lo lắng nhìn mình, biết là Mộ Dung Huynh Tuyết. Lòng Mạnh Thiên Sở hơi chua xót, cung tay nói với mọi người: "Các vị huynh đệ, đa tạ đã đến thăm, bỉ nhân không sao, Lăng Trung đã xem qua thương thế rồi, nghỉ vài ngày là khỏi. Trong thời gian này, sự vụ trong nha môn còn nhờ các huynh đệ giúp giùm." Lời này tuy nghe dường như là nói với mọi người, nhưng mắt của hắn lại long lanh liếc nhìn Mộ Dung Huynh Tuyết. Mộ Dung Huynh Tuyết thông minh vô cùng, biết là hắn muốn nói cho nàng nghe, một là để nàng yên tâm, hai là đem chuyện nhờ nàng giúp. Mộ Dung Huynh Tuyết chớp đôi mắt to nhìn hắn, mỉm cười gật đầu. Chúng tư lại, thư lại và bộ khoái đương nhiên không biết hai người đang dùng ánh mắt truyền tình, cho rằng nói với họ nên cùng đưa nhau khom người thi lễ, tự nói lên vài câu an ủi. Thái Chi Huyện nói: "Các vị, mọi người thăm xong rồi nên về đi, để sư gia nghỉ ngơi." Mọi người vội vàng cung thân đáp ứng, cáo từ lui ra. Chờ mọi người đi ra rồi, Thái Chi Huyện vừa định đứng lên cáo từ, Mạnh Thiên Sở nói: "Ông chủ, xin chậm bước, Văn Sinh còn có chuyện muốn nói với ông chủ." Thái Chi Huyện quay lại chắp tay: "Tiên sinh hãy nghỉ ngơi trước, chờ vết thương lành rồi chúng ta sẽ bàn kỹ sau." "Chuyện liên quan đến án Lâm Tư, con dâu của viên chủ bạc bị giết, không thể chậm trễ được." "Vậy ư?" Thái Chi Huyện vội vã trở về ghế ngồi. "Án Lâm Tư bị giết sao?" Án mạng càng phá sớm một ngày thì thành tích của Thái Chi Huyện càng nhiều được một phần. Lão Lăng Trung là nhân vật sành đời, nghe Chi Huyện và sư gia định thương lượng về án kiện liền nói: "Vậy lão hủ xin cáo lui trước, Mạnh sư gia, trước mắt thương thế còn chưa ổn định, do đó mấy ngày này cần đặc biệt chú ý, nếu như xuất hiện đau đầu kịch liệt, ói mửa, thần trí hôn mê, không nhận ra người, vân vân và vân vân thì phải báo cho lão hủ ngay." Hạ Phượng Nghi lúc này đã ra liền gật đầu đáp ứng, lệnh cho Phi Yến lấy bạc trả tiền chữa trị, sau đó đưa lão Lăng Trung ra khỏi nội nha. Mạnh Thiên Sở chờ lão Lăng Trung đi rồi liền nói: "Văn Sinh đã tìm ra cách phá án này, nhưng muốn phá thì cần phải giải phẫu thi thể, sau khi giải phẫu xong thì chân tướng sẽ rõ ràng ngay." Thái Chi Huyện nhíu mày: "Lần trước Lâm Trường Quỹ không đồng ý giải phẫu, viên chủ bạc cũng không dám đối đầu với y, do đó chỉ nghe theo lời y, như vậy thì phải làm sao đây?" "Không cần thỉnh cầu ý kiến của họ, cứ nói là án này rất rắc rối, tất phải tiến hành giải phẫu, nếu không không thể tra rõ án tình, thực hiện cả cứng lẫn mềm, buộc họ tán đồng giải phẫu thì thôi." Chuyện làm công tác tư tưởng này, Thái Chi Huyện đã khổ công học đạo Khổng Mạnh đương nhiên rất rành, lập tức gật đầu nhưng cũng hơi bâng khuâng. "Sau khi giải phẫu là có thể tra rõ hay sao?" "Cố gắng hết sức thôi." Hắn nghĩ dù trong trường hợp nào cũng không thể cam đoan, đó chính là một phương pháp phá án. Hôm nay từ trên núi lăn xuống, hắn đột nhiên ngộ ra cách này, nhưng có hữu dụng hay không còn chưa biết, thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm nghiệm duy nhất. Không giải phẫu, cả đời không biết làm thế nào là có đúng hay không. Thái Chi Huyện không thông về phá án, cho nên không có chút chú ý gì. Hiện giờ Mạnh Thiên Sở đã nghĩ ra biện pháp, tuy còn chưa đảm bảo, nhưng dù sao cũng là có biện pháp, có hy vọng, cho nên gật đầu nói: "Được, tiên sinh cứ nghỉ ngơi cho khỏe, sáng ngày mai Văn Sinh sẽ tìm hai người họ thương lượng, tận biện pháp thuyết phục hai người đồng ý giải phẫu thì thôi." Thái Chi Huyện đi rồi, trời đã tối hẳn, nhà bếp đã chuẩn bị cơm xong. Mạnh Thiên Sở không muốn ăn chút nào, chỉ uống chút cháo loãng rồi thôi. Phi Yến sốt ruột đến nhà bếp tự nấu một món ô cốt kê xanh địa đôn di đường, gà đen nấu đường mạch nha, và một món sơn tra kỷ hầm thịt trâu, táo gai cẩu kỷ hầm thịt trâu. Cẩu kỷ có ba loại, một là cây kỷ liễu dùng làm môi làm thìa, hai là cây kỷ bạch dùng làm áo quan, ba là cây cẩu kỷ dùng làm thuốc. Phải tốn một thời gian mới làm xong, bưng lên ngay khói bốc nghi ngút. Hạ Phượng Nghi đang ngồi bên giường coi sóc Mạnh Thiên Sở, hai luồng hơi thơm phức xộc vào mũi. Mạnh Thiên Sở đang hôn hôn trầm trầm ngủ mê mê, ngửi được mùi này tức thì thần trí thanh tỉnh, khen một câu: "Thơm quá, đó là cái gì vậy?"
Phi Yến dùng mâm bưng ra hai món ăn, đến bên giường khẽ bảo: "Là nấu cho thiếu gia tầm bổ thân thể. Món này là cốt kê xanh địa đôn di đường, chuyên môn bổ huyết. Còn cái này là sơn tra kỳ trừ ngư mục, chuyên môn đánh tan máu bầm." Nói xong, nàng đặt mâm xuống bên bàn, lấy một cái chén múc ra bưng đến bên giường, ngồi ở mép giường đút cho Mạnh Thiên Sở ăn. Mạnh Thiên Sở ăn luôn mấy thìa khen: "Ngon, thật quá ngon, không ngờ Phi Yến khéo tay như vậy, sớm biết thế đã cho em làm đại đầu bếp rồi." Phi Yến và Hạ Phượng Nghi đưa mắt nhìn nhau, đều mắm môi cười. Hạ Phượng Nghi nói: "Phi Yến vốn biết làm đồ ăn, em nó có người thân làm ngự chủ đầu bếp cho vua của hoàng cung đấy, người ta chuyên môn đi theo ngự chủ đại sư phụ học đó, sao trước đây không làm cho chúng ta ăn?" Phi Yến lườm hắn: "Thiếu gia trước xấu xa như vậy, ai thèm nấu cho mà ăn? Hiện giờ thiếu gia đã đổ lại tốt rồi, lại là vì bảo hộ nô tỳ mà thụ thương nên phá lệ nấu cho thiếu gia một hồi, để cho thiếu gia sớm mình phục phá nó mà." Hạ Phượng Nghi bĩu môi cười nói với Phi Yến: "Nhà đầu nhà cô học quan tâm chăm sóc người khác từ khi nào vậy?" "Vốn là vậy mà, thiếu gia cứu Phi Yến, Phi Yến đương nhiên tri ân báo đồ rồi, không có bản lãnh gì khác, chỉ là có chút làm đồ ăn để thiếu gia tầm bổ thôi." Ánh mắt Hạ Phượng Nghi long lanh lườm Phi Yến một cái: "Tri ân đổ báo sao, không tệ, vậy sau một năm mãn hạn rồi, ta đem em hứa cấp cho thiếu gia làm vợ, có chịu không?" Phi Yến hổ thẹn nói: "Mợ chủ, coi mợ nói cái gì kìa." "Ơ, còn xấu hổ nữa sao? Từ cổ miếu trở về, em không phải quan tâm từng chút cho thiếu gia của các người hay sao? Bộ từng ta không biết sao?" Phi Yến càng cúi đầu thấp hơn, thẹn thùng nói: Em làm gì có." "Đừng có cả thẹn nữa, không hề gì đâu. Dù gì ta và thiếu gia nhà cô có ước định một năm, sau khi mãn hạn thì đừng ai nấy đi. Nếu như sau này em có thể lấy chàng ấy, có người cẩn thận quan tâm chiếu cố như vậy, ta cũng vui lắm." Mặt Phi Yến đỏ tới tận mang tai, thẹn thùng nói: Em không chịu đâu." Mạnh Thiên Sở cười nói: "Các người coi ta không tồn tại hay sao? Ngay trước mắt ta mà đem ta ra chia năm xẻ bảy, phân xử như vậy, không chịu hỏi ta có đồng ý hay không sao?" Hạ Phượng Nghi cười đáp: "Chàng vì cứu Phi Yến mà suýt mất mạng, đừng có bảo ta là chàng không thích em nó." "Thích là thích, cưới là cưới, hai thứ hoàn toàn khác nhau. Cô nàng dã man đánh đá như vậy, lúc nào cũng nghinh mũi trừng mắt với ta, ta không dám cưới đâu. Lỡ khi cưới về rồi phải con vợ chuông hoa Hà Đông sư tử, ta biết làm sao đây?" Phi Yến trừng mắt hạnh: "Ai là vợ? Ai nói muốn lấy ngươi? Ngươi muốn cưới người ta cũng chẳng thèm đâu." Mạnh Thiên Sở cười bảo: "Ta không nói không cưới, nhưng mà cô hung hãn như vậy không thể làm nguyên phối chính thất được đâu. Hay là chờ ta cưới vợ ra làm tiểu thiếp của ta đi, lúc đó cô mà dám hung hăng với ta hả, ta sẽ lấy gia pháp mà trừng trị, sao hả?" Phi Yến chu môi: "Đừng có mơ, mau ăn đi, nguội hết rồi." Xong đút cho hắn lia lịa, bịt miệng không cho hắn nói năng gì. Cũng không biết tài nấu của Phi Yến hay là trận cười đùa vừa rồi làm cho Mạnh Thiên Sở vui, cho nên hai món ăn này được hắn ăn sạch sẽ bằng tốc độ gió lốc, xong lau miệng nói không hết nghĩa: "Phi Yến nấu ăn rất ngon, sau này em xuống bếp được rồi." Phi Yến đáp: "Em là nha hoàn, không phải là đầu bếp. Cách 3-4 ngày làm một món cho thiếu gia ngài thưởng thức thì còn có thể, chứ nếu bảo em làm đầu bếp thật, em không thèm đâu." Hạ Phượng Nghi nói: "Đúng đấy, đầu bếp trong nhà không tệ đâu, nhưng cứ ăn một người nấu ngoài nhất định sẽ ngán, để cho Phi Yến thỉnh thoảng làm vài món thưởng thức cũng hay. Nếu như để em nó làm đầu bếp suốt ngày bận rộn dưới đó, vậy đầu bếp làm cái gì? Dù sao cũng không thể để đầu bếp hầu hạ chúng ta được." Mạnh Thiên Sở khẽ thở dài: "Hai nàng nói cũng có lý, chỉ hy vọng tần suất Phi Yến xuống bếp nấu có thể nhiều hơn. Cao lương mỹ vị khi nào mới gặp lại được đây?" Phi Yến thấy hắn tội nghiệp như vậy, phì cười: "Thiếu gia, nếu thích ăn như vậy, em sẽ làm thường xuyên cho cậu ăn, chỉ sợ đến lúc đó thiếu gia ăn ngán rồi lại đuổi em ra khỏi bếp đấy chứ." "Quá tốt rồi, không đâu, không đâu, nếu ngày nào em cũng nấu cho ta ăn, như vậy mới là tuyệt à." Hạ Phượng Nghi thở dài: "Muốn ngày nào cũng được ăn món do Phi Yến nấu, chỉ còn cách cưới em nó làm vợ thôi." Phi Yến giận dỗi: "Mợ chủ, mợ có phải là lo Phi Yến không lấy được chồng, vội vã định ra hôn nhân không?" Mạnh Thiên Sở lại nghe, quay lại đề tài câu chuyện này, bèn vội bảo: "Ăn no rồi, ta muốn ngủ một giấc đây." Hạ Phượng Nghi cười cười: "Vậy chàng ngủ sớm đi, thiếp cũng đi ngủ đây."
Nói xong đứng dậy yểu điệu đi ra ngoài phòng. Phi Yến vội thu thập chén bát, giúp Mạnh Thiên Sở cởi y bào, chỉ mặc có cái quần đùi, rồi đắp lên người hắn chiếc mền mỏng. Mạnh Thiên Sở thấy cô nàng bận rộn, trời lại nóng, đổ mồ hôi, cảm thấy thương xót bảo: "Được rồi, hôm nay em cũng bị thương, đi ngủ sớm đi." Phi Yến không nói, lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh giường của Mạnh Thiên Sở. "Nô tỳ không sao, chỉ bị mấy vết chảy ở tay và chân, không sao đâu. Hồi chiều ở tiệm thuốc, lang trung nói ngay thuốc cũng không cần dùng nữa." Mạnh Thiên Sở thấy cô nàng ngồi xuống cạnh giường, kỳ quái hỏi: "Ơ, sao không đi ngủ đi? Ta biết rồi, muốn ngủ chung với ta chứ gì, đúng không?" Phi Yến hơi đỏ mặt, chỉ biết nói cái miệng, đến khi đụng chuyện thì chẳng dám làm. Vừa nghe trong lời cô nàng có ý khác, Mạnh Thiên Sở hơi hoảng loạn, miễn cưỡng cười: Ta sao lại không dám, được rồi, coi thiếu gia gấp chưa kìa. Phi Yến cúi đầu khẽ cười: "Vừa rồi lang trung cũng đã nói rồi, trong hai ngày này cần phải chú ý, nếu như thiếu gia có đau đầu dữ dội, ói mửa, thậm chí hôn mê, thậm chí không nhận ra người thì rõ ràng là có nguy hiểm, cần phải đi gọi lang trung ngay. Do đó vừa rồi tiễn lão lang trung đi rồi, thiếu phu nhân và nô tỳ bàn tính với nhau, nô tỳ sẽ canh giữ thiếu gia ban đêm, ban ngày thì tới lượt thiếu phu nhân, qua hai ngày là ổn." Mạnh Thiên Sở cảm thấy ấm lòng, khẽ nói: "Như vậy khẳng định là chủ ý của em rồi, mợ chủ của em lòng dạ như sắt đá, không có quan tâm gì tới ta đâu." Phi Yến khẽ khẽ lắc đầu, cũng khẽ khẽ đáp lại: "Không phải đâu, kỳ thực từ khi thiếu gia người phá được khai án ở cổ miếu đó xong, thiếu phu nhân thường nói tốt về người trước mặt của em, biểu hiện của mợ ấy lạnh băng băng, kỳ thực trong lòng rất quan tâm cậu." Mạnh Thiên Sở chề môi: "Quan tâm ư, nàng ấy chỉ là áy náy trong lòng thôi, nghĩ cách di bộ, nàng ấy đem em gả cho ta cũng là vì mục đích đó đó." Phi Yến lướt nhanh Mạnh Thiên Sở, tiếng nói nhỏ như muỗi: Nô tỳ sao xứng với thiếu gia người đây?" Tiếng nói tuy khẽ nhưng Mạnh Thiên Sở vẫn nghe rõ ràng. Nhìn Phi Yến, lòng nghĩ chẳng lẽ tiểu nha đầu này nhìn chúng hắn thật rồi sao, có lòng muốn làm tân nương của hắn khi Hạ Phượng Nghi ly khai sao? Mạnh Thiên Sở tuy thường nói chơi với nàng nhưng trước giờ chưa nghĩ đến chuyện này, thậm chí chưa hề nghĩ đến thành thân, nói chi là muốn thành thân với ai. Không ngờ người nói vô tình, người nghe hữu ý, cái miệng của hắn chỉ nói cho vui, Phi Yến người ta chẳng lẽ cho là thật. Mạnh Thiên Sở hơi hoảng loạn, ho khan một tiếng, cười ha hả nói: "Có gì đâu mà xứng với không xứng, thiếu gia ta là gã chơi bời lêu lổng, lúc trước em chẳng phải chê ta còn suýt chút nữa bức ta cởi khố trước mặt mọi người hay sao?" Phi Yến đỏ mặt nói: "Thiếu gia, cái đó là do Phi Yến sai, Phi Yến bồi tội cho người." Nói xong quỳ xuống dập đầu lại mấy cái thật kêu. Bên ngoài chợt truyền vào tiếng nói của Hạ Phượng Nghi: "Ơ, còn chưa đám cưới sao vội vàng bái đường rồi?" Mạnh Thiên Sở cười cười nói với Phi Yến: "Em mau đứng lên đi." "Không, thiếu gia còn chưa tha thứ cho Phi Yến, Phi Yến cứ quỳ suốt đêm không đứng lên đâu." Phi Yến đỏ mắt cứ quỳ dập đầu đáp: "Được được, ta tha thứ cho em rồi mà, ta vừa rồi chỉ nói chơi thôi, chuyện này không biết em đã xin lỗi bao nhiêu lần rồi, nếu cứ như vậy mãi thì bổn thiếu gia ta không giống nam nhân chút nào." Phi Yến bấy giờ mới đứng dậy ngồi xuống ghế. Nhất thời hai người đều không nói với nhau lời nào. Qua một lúc Mạnh Thiên Sở mới nói: "Phi Yến, kỳ thực chuyện này..." Phi Yến vội nói: "Thiếu gia, người đừng nói nữa, lô tỳ biết rồi, trước đó nô tỳ hiểu lầm người, kỳ thực thiếu gia là người tốt." "Tốt cái gì mà tốt, đêm tân hôn mà đi ở cùng nữ nhân khác, có gì đâu mà tốt đâu, em nói lời đó là trái lương tâm rồi." "Vậy đó là thiếu gia người nhất thời hồ đồ, mợ chủ và em đã nói với nhau mấy lần về chuyện này, đoán lúc đó thiếu gia định thành thân rồi, không chơi bời làm loạn nữa, nhưng đêm tân hôn đó thiếu gia tiến vào động phòng, nô tỳ đuổi người ra ngoài, sau đó người mới đi tìm con tiện nhân hải đường đó. Nếu lúc đó chúng tôi không làm tuyệt tình quá như vậy, thiếu gia nhất định sẽ không đi. Hơn nữa từ đó về sau người không có làm những chuyện xấu xa như vậy nữa, khẳng định là thiếu gia dự định sau khi thành thân thật lòng hối cải, nhưng chúng tôi lại không chịu tha." Hạ Phượng Nghi ở gian ngoài hừ lạnh: "Phi Yến, em không nói người ta không bảo là em câm đâu." Phi Yến lẻ lưỡi vội vã ngậm miệng. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, thì ra là đêm đó Mạnh thiếu gia trước hết bị hai người đuổi ra ngoài, khó chịu tức giận chạy đi tìm nha hoàn hải đường. Hai người cho rằng Mạnh thiếu gia đã thành tâm hối cải, không ngờ đã bị hồn chương ba ra hàng thịt rồi. Hắn đành đánh rắn phải thuận theo gậy, khẽ hỏi:
Nếu như hai người đều biết là oan uổng ta, sao thiếu phu nhân của em còn muốn bỏ đi? Các bạn thân mến, câu chuyện của ngày hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.